sông Phu Gia, đoạn qua xã Đại Cường, nơi các nạn nhân bị lật thuyền. Ảnh Lê Trung chiều 25 tháng 2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Quốc Đạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết hiện giờ lực lượng chức năng đã triển khai người, phương tiện để tìm kiếm 6 người dân ở địa bàn này bị lật thuyền, mất tích trên sông Phu Gia. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông Phu Gia. Video, Ngô Quang. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, một nhóm 10 người dân, trong lúc bơi thuyền trên sông Phu Gia, từ xã Đại Cường để sang bãi bồi trồng hoa màu thuộc xã Đại Nghĩa, trồng trọt thì bất ngờ thuyền bị lật giữa sông. Sau khi sự việc xảy ra, người dân cùng lực lượng chức năng đã cứu vớt được 4 người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin đến thời điểm hiện tại có 3 người sức khỏe ổn định, còn một người đang được cấp cứu. Người dân trên bờ theo dõi cuộc tìm kiếm của lực lượng chức năng. Ảnh Ngô Quang Nghiện. Còn lại 6 người gồm 3 nam, 3 nữ, trong đó có 4 người lớn và 2 trẻ em, chưa xác định được danh tính, đã bị mất tích ở khu vực sông Phu Gia. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã triển khai người, ghe thuyền để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đến 16 giờ 30 phút thì tung tích của những nạn nhân này vẫn chưa được tìm thấy. Tìm kiếm của lực lượng chức năng vẫn đang diễn ra. Ảnh Ngô Quang. Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Video, Ngô Quang. Lật thuyền trên sông, bé gái 4 tuổi chết đuối cùng cha Teteo. Chiếc thuyền đang chạy trên sông Hoàng Mai, Nghệ An bất ngờ bị lật. 7 người trên thuyền rớt xuống nước, 2 cha con bị chết đuối,